Nếu mà cô chú các bạn nghĩ ok, nếu mà tôi vậy thì tôi không có muốn xài cái loại mà non-stick, cái loại mà không có chảo, không dính, nồi không dính nữa, thì là có cái gì khác để mà xài. Chào cô chú anh chị cùng các bạn, mình là My. Hello, kính chào cô chú anh chị, mình là Tom, welcome back to Sức Khỏe Health Tips. Hôm nay mình có mấy cái bài mình muốn nói về những cái sự an toàn trong lúc nấu ăn á. Thì cái chính là mấy cái chảo mà non-stick á. Thì thường thường mình mua mấy cái chảo non-stick là nó có một cái lớp tráng lên đó, là mấy cái chảo mà nó không có bị dính đó, thường thường thì nó có cái chất, một cái lớp tráng lên, đại khái là cái chất nó gọi là Teflon đó. Thì cái quan trọng mà mình muốn nói nhất á, mình xài mấy cái chảo mà có cái chất Teflon mà nó tráng cái lớp lên cho đừng có dính đó, thì làm sao mà cho an toàn. Thì điều thứ nhất á, là mình đừng nên bao giờ xài mấy cái chảo này lúc mà nó đã trầy rồi. Nếu mà nó trầy rồi á thì là mình nên bỏ đi, không 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 có đáng để xài nữa. Và nếu mà ai mà có xài mấy cái chảo mà giữ rất kỹ á, mà lâu rồi đó, thí dụ như mua trước 2005, 2015, thí dụ như đó, thì là nên, tốt nhất nên bỏ mấy cái chảo đó đi. Tại vì mấy cái thời đó đó thì là có một cái chất nó nằm ở trong cái Teflon đó, nó làm cho gây ung thư cho tương lai nếu mà mình xài lâu dài. Cái bài mà mình đọc cô chú các bạn thì cái tựa đề của nó gọi là Teflon Flu. Cái chữ flu Việt Nam mình dịch đại khái là bệnh cảm á, thì nó nói về cái triệu chứng của cái chất mà không có dính trên cái son chảo rồi đó, thì nó đặt, thành ra nó đặt cái tên gọi là Teflon Flu. Khi mà ai mà nấu đồ ăn cái tự nhiên cái có bị trong người mệt này nọ, rồi đi nhà thương này nọ này vậy đó, đi emergency room á, thì người ta hỏi ra tại sao thì người ta mới đặt cái tên gọi là Teflon Flu. Nếu mà ai mà muốn tìm hiểu thêm bằng tiếng Anh của cái bài này ấy, thì search Teflon Flu cái chữ đó đó, xong rồi nếu mà muốn nữa thì là cái bài của GMA, có nghĩa là Good Morning America, là một cái show rất là nổi tiếng trên trên TV ấy. Thì thường thường cái show là người ta nói trên TV, nhưng mà cái này người ta có viết ra bài, thì ai muốn coi thì cứ đọc nha. Thì cái tên của nó là Teflon Flu. Lúc 2005, 2015 trở đi ấy, thì tốt nhất nên bỏ đi. Tại cái thời đó người ta không có biết là có mấy cái chất này ở trong đó, nó làm cho hại. Thành ra sau khi mà người ta tìm ra rồi ấy, thì người ta không có bỏ cái chất đó vô trong đó nữa. Và cái quan trọng nữa là đừng bao giờ để cái chảo này trên lửa mà high heat, là một lửa rất là mạnh ấy, mà không có bỏ gì trong đó hết. Lỡ mà mình để bị lỡ mình bỏ quên cái chảo lên trên, để lên chảo trên trên nồi, trên cái chỗ nấu á, mà lửa rất là mạnh mà nó bốc hơi như bốc khói lên á, mà không có dầu không có gì trong đó hết á, thì nếu mà chuyện đó nó đã xảy ra thì tốt nhất là nguyên cái chảo nó đem, dù cho mới mua về cũng như đem bỏ. Tại vì một khi mà nó nóng quá đó, trên 500 độ độ F á, là nó sẽ bốc mấy cái chất chemical lên, là đại khái nó giống như nó hư cái chất Teflon đó đi. Tại lúc người ta chế ra để xài trên lửa, nhưng mà nếu mà lửa cao quá thì là cái nó không có còn an toàn nữa. Còn những cái chất mà mình xài trong mấy cái đồ mà không có dính đó, thì trong tương lai có thể bị ung thư, là bị đủ, đại khái là đủ thứ loại ung thư hết đó. Thì cái đó là lý do chính mà mình không có nên xài nữa. Nhưng mà có, mới đây người ta mới có report, chuyện này nó không có xảy ra nhiều nhưng mà cũng có xảy ra. Thí dụ như năm lúc mà năm 2023 đó, có khoảng 260 mấy cái vụ là người ta nấu đồ ăn trong nhà mà cũng không có mở cửa, xài mấy cái nồi chảo mà non stick, cái chảo không dính ấy, mà người ta tự nhiên cái bệnh giống như cảm, như bị flu, giống như những người khó chịu không thở được, như cái ngực đổ nặng rồi vậy đó. Thì là sau này người ta mới tìm hiểu ra, thì cái đó cái lý do là tại vì người ta xài cái chảo, người ta để lửa quá cao mà người ta quên, người ta chưa có bỏ đồ vô trong cái lúc người ta đi làm gì đó, thì cái chảo đó nó quá nóng, nó bốc mấy cái hơi nó lên, mà cái chỗ người ta nấu nó không có mở cửa sổ, hay là không có mở side door, không có bật cái fan cho nó, cái máy mà cho nó hút bụi rồi nó hút hơi rồi ra đó. Hút mũi rồi. Yeah, thành ra người ta hít mấy cái đó vô, hít đó vô cái người ta bị bệnh giống như là bị cảm cúm nặng vậy đó, và nhiều khi phải đi nhà thương nữa. Thì là lúc năm 2023 là cũng có 260 mấy vụ cái kiểu đó, thì là mỗi năm nó đều có, nhưng cái đó thì không có nhiều. Điều mình muốn nhấn mạnh đó là cái Teflon nếu mà xài không có đúng, mà xài nó lỡ mà nó bị hư đó, là trong tương lai nếu mà mình xài lâu đó, là sẽ bị ung thư. Thành ra mình nên tránh tránh cái vụ đó ra.
Cái đó là cái quan trọng nhất. Thì nếu mà cô chú các bạn nghĩ ok, nếu mà tôi vậy thì tôi không có muốn xài cái loại mà non-stick, cái loại mà không có chảo, không dính, nồi không dính nữa, thì là có cái gì khác để mà xài. Thì đúng ra mấy cái khác là anh đã có biết bao nhiêu năm rồi. Cái quan trọng nhất ấy, là thí dụ như mình mua cái loại mà stainless steel, mà loại inox á, thì thường thường inox với lại mấy cái loại mà gang đồ của Mỹ á, cái gọi là cast iron á, thì là Cái nó nặng thật nặng già luôn. nặng về người. Dạ. Á đông mình thí dụ như phụ nữ nấu ăn mà thì không thích, nhất là cái loại cái chảo bự bự rất là nặng. Còn một cái quan trọng nữa mình nhắc nhưng thôi quên, thì nếu mà mình nấu đồ ăn theo kiểu Mỹ á, là nó nấu đồ ăn trên chảo hay là trên nồi gì đó, xong rồi nó bưng nguyên cái đó đó, nó đem nó đút vô cái oven á, nó bật lên nó nấu tiếp. Nhưng có biết loại đó không? Bé. Ví dụ như nó nấu xong cái nó làm cho thịt rồi xém hết rồi, phải không, đẹp màu nâu rồi ở ngoài, phải Dạ. không, brown lên cho đẹp, xong rồi cái đổ nước thêm đồ vô này nọ đổ vô hết, cái bưng nguyên cái đó đút vô đó 2-3 tiếng đồng hồ, 300 mấy chục độ, phải không Dạ. đó. Thì nếu mà cái đồ mà con non-stick á, mà không có nên bỏ vô cái oven để lâu vậy. Đâu loại xong dính đó À, cái ha. loại không dính Dạ. đó là cái loại Anh nói không, tiếng Việt giùm. cái Dạ. loại không dính là không có nên nấu theo kiểu Mỹ, là nấu ở trên xong rồi cái bưng nguyên cái nồi đút xuống dưới cái oven nấu tiếp. Đúng giống cái lò nướng đó ha. Dạ. Thì nếu mà muốn xài kiểu đó thì Mỹ đi, lý do đó mà tại sao Mỹ nó chế ra nhiều cái nồi son chảo á, cái cán không phải bằng gỗ, Dạ. lý do là để đút vô đó để nấu luôn, thấy không, tại cái gỗ nó không có bị hư đó. Thì Mỹ thì nó không có xài mấy cái đó, nó một là nó xài bằng gang, hai là nó là xài bằng stainless steel, ba nữa là một cái loại gang mỏng mà có lớp, có tráng cái lớp ceramic. Dạ. Ceramic là tiếng dịch đại cái Việt Nam mình gọi là sứ, cái lớp ceramic ấy, nó tráng lên là cũng một một cái lớp non-stick là không dính, Dạ. nhưng mà cái lớp đó lâu ngày nó cũng hư nha, chứ không phải là cái lớp đó là xài được hoài. Thì là sau một thời gian lỡ mà nó có trầy trụa này nọ đồ cũng nên bỏ đi. Ví dụ như ai mà muốn xài cái chảo mà non-stick mà không có dính ấy, mà không có muốn dính líu tới cái chất Teflon ấy, thì có thể mua cái chảo ceramic. Thì những cái chảo đó cũng là chảo thường, ví dụ như bằng nhôm, bằng gì đó, thì người ta tráng một cái lớp ceramic lên, thì cái lớp đó nó không có những cái chất, tại cái đó là thiên nhiên, nó không có những cái chất chemical này nọ, không có tốt. Thì nếu mà ai muốn tránh Teflon đó, thì xài một cái chảo nào mà nó đề ceramic. Nhưng mà cũng nên nhớ là cái ceramic cũng là một cái lớp người ta tráng lên, nó rất là cứng, nó rất là dày, rất là cứng, nó không có dễ bị, như là mình lấy cái đồ mình dùng cái đồ mình cạo cạo á, nó không có trầy, nó rất là khó trầy. Nhưng mà sau một thời gian á, thì nó cũng mòn, nó cũng hư, thì mình cũng bỏ đi, mình mua cái khác. Nhưng con cái tốt á, là nó không phải là Teflon, nó không có những cái chất mà làm cho hay tổn hại tới sức khỏe của mình. Đại khái là mình nghĩ sao, mình nghĩ chỉ có cái loại là cast iron là bằng gang á, là mình xài cái đó. Thường thường đúng ra ai cũng không thích, thứ nhất là nó nặng, thứ nhì nữa là nó dính, thứ nhì nữa là Việt Nam mình ưa, mình thích rửa bằng cách là xà bông mà loại mạnh để cho nó sạch rồi đó. Còn 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 người nước ngoài á, người ta xài cái cast iron á, là cái bằng gang á, là người ta season nó, người ta season bằng dầu, người ta xong rồi cái làm xong người ta chùi sơ thôi, hay là người ta nướng xong rồi người ta trớm, người ta tráng một cái lớp dầu lên và để dành người ta xài. Cái đó người ta xài, nhiều người truyền từ ông ngoại ông cố xuống kim 60-70 năm luôn á, tại nó đâu có bao giờ hư đâu, nó có rớt, nó gì đâu có bể đâu, mình gan nặng thì là nặng ha. Thì mấy cái đó xài thì đút vô cái oven rất là good. Nhưng mà có một cái là thường thường cái người mà không có biết xài á thì không thích, thì tại xài xong rồi đi lấy xà bông rửa là những cái lớp seasoning đó nó ra hết trơn rồi, Là bắt đầu nó dính dính trở lại, thì ra ha. phải đi season, mà season thì rất là lâu. Dạ. Season là phải mua đúng cái loại dầu, bỏ vô oven hâm cho nó nóng lên, xong rồi lấy chùi cho nó dính đầy cái dầu hết, xong rồi đút vô bếp, nó giống như nướng nó vậy một thời Dạ. gian, nhất khoảng nửa tiếng tiếng trở lên, xong rồi ra làm vài lớp vậy. Nhưng mà làm xong rồi thì đừng có đi rửa bằng cái kiểu kia nữa, rửa bằng mấy cái chất mà xà bông mà có mấy cái đồ tẩy rồi đó, Dạ. là nó hư hết. Thành ra cái đó người không biết xài, Mà ai nấu ăn giỏi là thường là cũng nấu ăn bằng cái người ta đó. thích cái đó Dạ, nhất. thích cái đó tại nó cái mùi vị nó cũng lên thơm À, người hơn ta nha. nói nó có cái taste, cũng có cái good của nó. Dạ. Nhưng mà anh con cái anh đọc mà mấy cái comment, nhưng mà nói về mấy cái chuyện này á, là phần đông
mấy cái ông á, nấu đồ ăn thì lại thích mấy cái đó. Trong khi đó bà vợ thì đưa bà vợ xài, cái bà xài vài lần cái bà nói nó nôn nặng quá, nó bị dính, bà đem bà rửa bằng cái kia đó cái nó hết hiệu nghiệm rồi, phải không? Yeah. Nó phải đi season giống như mua mới, nó đi làm lại từ đầu vậy. Thì cái cảm giác là mình không thấy không sạch cho nên mình phải đi rửa, chứ mình biết rửa là nó không dính, chính em vậy đó, không thấy rửa nó mới sạch cho nên mình cứ đem đi rửa cái dính cái giống bực như mình. Giống như cái chảo mà của mấy cái tiệm mà bán như Chinese food vậy đó, cái chảo cái wok mà loại sâu vậy nè, mà làm mạnh thì làm mạnh á, cái đó là chỉ là bằng gang mỏng thôi, nó đâu có nên stick gì đâu, mà người ta tại người ta không có rửa bằng cái kiểu thường. Yeah. Người ta rửa là người ta lấy nước sôi hay gì, người ta nóng cái chùi 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 sơn cái đành. Đúng rồi. Cái đó nó cũng season, lý do đó mà nó ngon, nó good là vậy đó. Yeah. Yeah, thành ra mấy cái người pro là thích xài mấy cái vậy hơn. Yeah, sẵn đây mình cho cô chú anh chị xem luôn, đây là một cái chảo mà hồi lâu mình mua, cái hiệu là Hess Class. Loại này nè, đó thì chắc có nhiều cô chú đã biết rồi. Thì bây giờ My đã xài hơn một năm rồi đó, chắc hình như gần 2 năm hả anh? Dạ, yeah, cũng lâu lắm. Dạ, thì cái này nè, cái này không phải là mình rửa không sạch, mà là mình xài lâu ngày là nó như vậy nè. Thì nó sẽ có một cái, giống như loại cái nước mình rửa lên thì nó sẽ hết mấy cái, giống như nhịn như sét vậy đó. Thì nó sẽ hết mấy cái này nếu mà mình muốn. Nhưng mà mình nói là xài nó có bền, có tốt hay không, thì theo mi xài thấy á, cô chú anh chị, nếu như mà mình để mình chiên không á, mình đừng có nấu canh nấu súp gì hết á, thì nó còn được, là tại vì lâu ngày nó cũng có siêu một cái lớp tráng dầu á, rồi mình xài nó không dính. Nhưng mà cái này mi cũng cho coi luôn, đây cái này mi muốn để vậy luôn để cho biết là nó xấu vậy, chứ không phải là mình đồ ăn dính gì hết á, nhưng mà để cho biết, để cho là ai có muốn mua thì mình cũng biết nó như thế nào. Thì cái này là cái chảo bự, cho nên mình xài là thí dụ mình xào, mình chiên gì xào xong thì mình hay đổ nước vô mình nấu. Thì khi mình đổ nước mình nấu á, là lâu ngày á, cái này nè, nó giống như mình đổ nước mình nấu, cái mình giờ mình mà chiên cái này mà mình lấy mình chiên lại á, trời ơi, nó dính như là chảo bằng inox bình thường vậy đó, nó không có còn là cái chảo không dính nữa. Thì cái này mình nói rõ cho cô chú anh chị, nếu mà ai mua cái bộ chảo mà Hess Class này mà muốn xài mà để cho nó không dính, thì đừng bao giờ mà mình đổ nước vô mình nấu hay là mình kho gì mà mình nghĩ là mình xài một cái chảo mà nhiều chức năng. Hồi xưa mình nghĩ ok, mình để mướp vô đây mình xào, cái xong cái mình đổ nước vô đây cái mình nấu canh cái mình ăn luôn, rồi mai mốt mình lấy cái này mình đem đi chiên cơm chiên, là không được, là nó sẽ dính đó. Thí dụ như cái này mình để chiên là mình chiên xong, không có làm cái gì mình, ví dụ như mình kho cá hay gì vô chảo này là cũng không được nữa, nó mặn á, là nó dính, là tới hồi mình chiên á, là mình phải làm lại một lớp dầu rồi bắt đầu mình mới chiên, mà lớp dầu một lớp không được, phải 2-3 lần vậy đó nó mới không dính trở lại, chứ còn không nó sẽ dính. Bên này cũng vậy, nếu như cái chảo này giờ mà mình muốn xài mà không dính á ha, là mình phải đổ dầu cho ngập rồi thì mình làm vài lần vậy đó, rồi bắt đầu là mình có thể mình chiên thì nó mới sẽ không dính. Mà nói cái độ không dính của nó đó nha, thì cũng không có tốt bằng cái loại mà non-stick mà mình mua cái loại kia nha. Nó cũng cỡ chừng 80% là không dính thôi. Nhưng mà nếu mà mình xài nhiều lần mà mình để chiên không, dầu lúc nào cũng có trong đây hết, mình xài bình thường cho dầu nhiều rồi đó, thì nó sẽ không dính. Còn dầu mà hơi ít á, là lâu lâu nó cũng bị dính chút. Hoặc là mình chiên cơm rồi mình nêm gia vị, nhất là cái này nè, mình chiên cơm, nêm gia vị rồi đó, cái nó mặn, nước tương rồi mình xịt nó vòng vòng nữa ha, thời gian là nó cũng bị dính, thì mình phải làm dầu lại. Nói chung là mình phải seasoning cái này hoài, nhưng mà lâu lâu là mình phải đổ dầu vô đây nè, mình cho nó thấm dầu ngược trở lại hết, rồi bắt đầu lúc đó mình chiên thì mới được. Thì cái bộ chảo này xài mình thấy nó hơi đắt tiền và nó hơi bất tiện cái đó, sao hơn 1-2 năm mình xài rồi mình thấy hơi bất tiện. Giờ anh thích xài cái này không vậy? Cái nó cũng nặng nữa hả? Nó nặng thì nặng rồi đó, nhưng mà anh cảm thấy là nó dính phải không? Anh yeah. hơi anh hơi bực phải không? Yeah. Lúc đầu thì anh cũng thích, nhưng con mình cũng thích. Giờ nó nói mẹ cái này nó dính quá. Cho nên thấy nếu mà xài mình lâu rồi nó thấy như không đáng hả? Yeah, thấy tại vì nó mình hơi mua mấy cái rẻ rẻ là cái
năm hai năm mà không thích thì bỏ mua cái khác nữa. Dạ. Cái tiện hơn mà nhẹ nhàng nè. Đúng rồi, thì nói chung là nói cho cô chú biết, để cho ai muốn mua thì mình phải biết như nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng giờ anh Tam mà cầm lên chảo này nè là anh hết hết rồi đó. Dạ. Giờ mà kêu lần sau kêu thấy mua nữa không anh nói no. Dạ, với cái này là mình thấy là giờ không có nên mua, cô chú anh chị là xài vẫn được nhưng mà nói thích hay không là mình không thích nữa. Dạ. Dạ, nhưng mà ai lỡ mua rồi thì vẫn tiếp tục cứ xài không sao, tại vì nhưng mà tại vì cái này người ta nói cũng là không có hại, không có độc. Ừ. Cho nên mình cũng xài được nhưng mà nó hơi bất tiện những cái đó đó. Chứ nhìn bây giờ cái này là phải mua cái ấy chắc để rửa nè, chứ không là nó nhìn thấy chưa có rửa, nó nhìn kỳ quá. Như nó bị stain vậy, nó bị dạ. Bị ố. Không, cái đó thì mình khắc phục được không sao, nhưng mà mình nói rõ cho cô chú là nó sẽ bị dính nếu như mà mình chiên cơm cũng vậy đó, chiên cơm vô là vài lần là dính à, là phải thêm dầu vô. Ừ. Rồi làm lại đó vậy đó. Nhà My là một bộ chảo này với một bộ nồi luôn, tất cả là 7 cái đó, bộ nồi cũng bị dính nữa, nó cũng y chang vậy nè, mà nếu cái nào ít xài thì nó ít dính hơn. Nói tóm lại là khi mà mình xài mấy cái chảo mà nên stick mà không có dính, khi mà mình nấu ăn á, thứ nhất là nên mở cái đồ mà cho nó hút hơi ra đó, nếu mà được thì là mở cửa sổ hay là mở cái cửa slide door trong cái nhà bếp đó, để cho nó thoáng thì thoải mái thì cứ hơn. Thì tại vì giống như mình đã mới nói hồi nãy đó, là lúc năm 2023 là đã có tới 260 mấy cái vụ mà người ta phải đi như là báo cho bác sĩ hay là đi nhà thương là người ta hít mấy cái hơi của cái chất đó vô á, nhưng nó làm cho bị giống như bị bệnh flu vậy đó. Flu là không phải khô nha các bạn, flu là nó nặng hơn, giống như cảm nặng á, nó làm cho khó thở là đủ cái chuyện á, thành ra cái đó cũng rất là nguy hiểm. Và nếu mà trong tương lai dài hạn hơn nữa thì là có thể xảy tới ung thư cho những cái tạng ở trong người của mình đó. Thì tốt nhất là nên tránh mấy cái này ra. Còn nếu mà lỡ mà có xài mà nó có trầy trụa gì, như người ta đại khái người ta nói là vài năm là bỏ mua cái khác là tốt nhất. Thành ra cũng đừng có mua mấy cái mà cao quá thì mình thấy mất tiền, cái mình ráng mình giữ mình xài hoài cũng không có nên. Nhưng mà nếu vậy thì anh nói vậy thì mình, nếu mà khi mình để đồ ăn vô rồi thì mình được bật lửa cao không, hay là okay, cũng không sao bật lửa cao mà chỉ nên lửa vừa thôi? No, bật lửa cao ok, mà nếu mà có đồ ăn, có nước, có đồ trong đó thì không có sao. À. Lý do là cái chảo nó không có cái gì trong đó hết mà nó lửa hai nóng quá. À, cái nó bốc hơi lên. Cái em thấy cái chảo mực cái nhiệt độ nó chịu đâu khoảng bao nhiêu? 500 độ trở xuống. Ờ, cái yeah. Canh sao mà nó dưới 500 độ thì thường thường nó... cái bếp của mình nấu không bao giờ 500 độ. Vậy hả? Đến nỗi mà cái oven á, thấy không? Dạ. Cái oven là cái phần mà nấu ở dưới á, maximum nướng. Mà dạ. Cái broil á, tất nhiên làm lửa mạnh là mạnh mà để sát vậy nè. Dạ. Thì là maximum chỉ có 500 độ thôi. Okay. Thì là cái ở trên nó không bao giờ 500 độ. Lý do đó mà người ta mới cho nói là an toàn để cho xài. Dạ. Chứ nếu không mà lỡ mà lửa mạnh, ví dụ như mấy cái chảo mà kiểu tàu mà nó nấu bốc lửa mà nó táp lên cái chảo á, yeah. là mấy cái đó đâu có ai xài nên stick cái đó không chịu nổi, yeah. Đó là nó burn liền ra, nó bị cháy liền. Oh. Yeah. Thành ra mấy cái chảo của tàu, cái wok á là không kiểu nhà hàng không, nhà hàng chứ không phải là kiểu của tàu. Mình thấy nhiều cái nhà tàu. Hàng không có nhà hàng mà loại kiểu nấu kiểu Chinese food đó, yeah. Người ta lửa cứ phà mạnh được là mạnh, à, xong okay. Rồi nó táp lên, nó cháy lên, cái đồ ăn này rất là ngon. Yeah. Ví dụ như mình ăn cơm chiên cái mùi rất là ngon, đúng không? Yeah. Mình như cơm chiên ngon là nó chiên bằng mỡ chứ không phải chiên bằng dầu đâu. Ở nhà chiên, mình chiên bằng dầu không có ngon. Mỡ thịt người ta, yeah. Người ta có nhiều á, người ta để riêng ra. Yeah. Có tóp mỡ rồi, yeah. Mới thơm. Em cái mùi em hửi là cái mùi của tóp mỡ chứ không phải cái mùi dầu. Anh thấy có một cái tiệm kia là tiệm Việt Nam chuyên môn bán phở, nhưng mà có một món on the side là fried rice, cơm chiên, yeah. Cơm chiên mà làm bằng dầu là dầu của lúc mà người ta nấu phở đó, lúc người ta nấu cái thịt rồi đó, yeah. Nó ra mỡ nhiều á, oh. Lấy cái mỡ đó rồi cộng với cái thịt đuôi của con bò, wow. Người ta lấy cái đó người ta làm cơm chiên. Chỗ đó hết sảy luôn, người ta vô ăn phở, mình đi ăn cơm chiên. Oh, yeah. Mà cơm chiên nhìn nó rất là đậm, cái màu rất là sậm. Yeah. Lý do là đồ mà làm bằng thịt bò chứ không phải làm bằng thịt heo. Oh, mà nổi tiếng hả, ngon nổi hả? Tiếng ở New York đó, yeah, rất là mắc. Yeah. Mà nấu cực khổ lắm. Có nguyên cái bài nói về cái người nó nấu. Bắt đầu từ 10 giờ tối
phải đi tới cái chỗ mà bán thịt, đi mua thịt rồi về bỏ nấu mía cho tới sáng, cho tới trưa rồi mới đem ra bán. Dạ. Nó là công phu. Là tươi nữa. Ở trên lót hả? No, ở New Ở New York, ở York. trên No, ở, ở, ở New York xa lắm. Dạ. Mà cái cô đó là người Việt Nam, rất là giỏi, ai ai coi cái bài đó cũng 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 khen cái đó, là giống như là chẳng những muốn học hỏi của Mỹ, chẳng những là cô đó là người chủ nhà hàng mà 10 giờ tối á, là đến cái chỗ mà cắt thịt á, Dạ. học hỏi của những người cắt thịt của Mỹ á, hỏi tại sao mà, tại vì cái cô rất là thấy lạ là sometimes cái mùi của cái súp của cô nó sometimes nó lại thế, sometimes lại thế, cái bắt đầu mới thí nghiệm cái loại thịt, ví dụ như thịt mà người ta để dành 21 ngày, 30 ngày, 45 ngày thì họ mới thành ra cái này đồ high end stuff, đồ giống như rất là cao, dùng cái chất lượng của mấy cái thịt bò rất là cao, thành ra cái cô này đi nghiên cứu mấy cái đó rất là hay, ai coi cái bài đó cũng rất là thích, nói cô này giống như là bỏ biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu học hỏi mấy cái đó, Là thành ra cái thịt nó tiệm tên gì, cô tên gì? anh không có nhớ cái tên, nhưng mà nếu mà muốn thì để anh tìm hiểu em nói sao coi lại được. Nó nhưng mà rất là hay phải Cho ai ở gần cái khu New York đó rồi không? đến cái chỗ đó cho thử cái công chiên của cô Việt Nam. Nó cái tiệm đó là chuyên môn phở phải không? Dạ. Nhưng mà có cái cơm chiên là làm bằng những cái đồ mà thịt, em nói anh mới nhớ tới là mỡ đồ này nọ của lúc nấu phở còn dư ra đó, Dạ. người lấy cái đó người làm cơm chiên, ai Dạ. cũng thích đó. Dạ. Hồi xưa mình ở Việt Nam mới mình mua thịt heo về mình có mỡ nhiều cái mình cắt mình để dành riêng, cái mình làm xuống cái thành mỡ, cái mình để dành tép mỡ mình ăn rồi nói đó. Dạ. Thì cái đó hồi xưa mình không có, mình làm vậy, sau này có dầu mỡ nhiều cái mình không làm, mình không rảnh mình không làm mấy cái đó nữa. Nhưng mà sự thật bây giờ bác sĩ nói là nếu mà có cơ hội mình lấy thịt heo mà mình có nhiều mỡ, mình đi thắng mỡ mình để dành mình ăn vậy còn tốt hơn những cái dầu mỡ mà mình mua trong trong đồ mà nó đề là vegetable oil rồi này nọ, corn oil rồi này nọ vậy đó, Dạ. cái mỡ heo đó thì mình tốt hơn. Nhà có một số bác sĩ em thấy giờ cũng recommend là nên ăn mỡ động vật, nhưng mà đừng có bị khét, đừng bị dầu ha, nhưng Mình mà làm dĩ nhiên là tốt tươi này nọ rồi. còn những cái dầu á, mà gặp chiên tới chiên lui nữa là cháy á, là nó là nguy hiểm, rất là độc. Anh nhớ hồi xưa cái lúc mà ở Việt Nam mà lâu lắm rồi, nhưng mà đại khái là anh nhớ ăn tép mỡ làm với nước mắm có ớt đồ vô này nọ, bỏ tép mỡ vô chan lên cơm ăn như kia vậy, không mà nó ngon ơi là ngon vậy, Thơm. thơm, mà nếu mà có được cái cục tép mỡ nhỏ 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 nó giòn 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 nữa không nghe giống như vừa rồi mình ăn cơm tấm của cái chỗ mà bán hơi rẻ đó, có một cái là 699 thiếu và thiếu không có tép mỡ, cũng cũng có người bỏ lên cái phần comment nhắc là thiếu cái tép mỡ, nếu mà có tép mỡ thì nó là ngon lắm. em thấy có mà rất là nhỏ, xin chút Có chút có rất là ít. không? Nói tới dầu chiên đồ này nọ mình cũng nên nhắc cô chú anh chị, ví dụ như mình ở nhà mình chiên đồ á, mình đổ rất là nhiều cái mình chiên, cái mình thấy uổng cái mình đổ ra mình để dành mình chiên tới chiên lui 2-3 lần, sự thật nếu mà có điều kiện á, thì nên xài 1-2 lần bỏ cái dầu đó đi không có tốt, thành ra những cái chỗ mà mình ăn ở ngoài á, nhiều khi người ta xài dầu á, người ta chiên tới chiên lui tới nỗi mà cái màu nó đậm, thành ra nếu mà mình làm ở nhà mình có điều kiện thì mình xài là mình thay dầu mới Dầu hết thì mới. tốt hơn, chứ ăn dầu mà làm tới làm lui như vậy là không có tốt. Thôi đến đây mình xin tạm dừng cái video này nha cô chú các bạn. Nếu cô chú các bạn thích cái video này thì bấm share cho mọi người cùng học hỏi chung với nhau nha. Nếu mà cô chú các bạn có tin tức gì hay mà dính líu tới những cái chảo không dính Teflon là ceramic hay cái gì đó thì xin cho cái vô cái phần comment để cho mình học hỏi chung với nhau nha. Thank you, bye bye. Có gì hay cô chú ghi comment ở dưới video giùm My ha. My cảm ơn rất là nhiều. My chào tạm biệt. Bye bye.